NATO tìm cách tạo đòn phủ đầu gần biên giới Nga. Quý vị tính giả thân mến, trong tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, người phát ngôn bộ này, bà Maria Sakharova, đã cáo buộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tạo ra đòn đánh vũ đầu gần biên giới với Nga bằng việc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu. Tuyên bố của bà Sakharova là nhằm đáp lại các thông tin về kế hoạch của NATO tổ chức cuộc tập trận Defender Europe 2020, bảo vệ châu Âu 2020 vào tháng 4 và tháng 5 tới do Mỹ và NATO tổ chức. Theo bà Zakharova, Mỹ đã gia tăng một cách có hệ thống lực lượng vũ trang của mình ở Đông Âu, giáp biên giới Nga cũng như tăng tài trợ cho các chương trình quân sự ở khu vực này. Nay cả NATO và Washington không hề giấu đối thủ tiềm tàng trong các cuộc tập trận này là Nga, Bà Sakharova nói và khẳng định, rõ ràng đất nước chúng tôi không đe dọa bất cứ ai, vậy mà NATO đang chuẩn bị do cú đòn ở biên giới Nga. Hãng tin Sputnik trước đó dẫn dữ liệu của Trung tâm Phân tích An ninh Chính phủ Ba Lan cho biết, các cuộc tập trận bảo vệ châu Âu 2020 đang được tiến hành để thử nghiệm việc điều quân đội Mỹ sang châu Âu. Cuộc tập trận sẽ là lần diễn tập quân sự lớn thứ ba trên lục địa châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh. Thông tin cho biết, trong cuộc tập trận bảo vệ châu Âu 2020, là lần triển khai binh sĩ Mỹ lớn nhất tại châu Âu trong 25 năm qua, 20.000 lính Mỹ và 17.000 binh sĩ các nước đồng minh và đối tác sẽ tham gia vào cuộc diễn tập, dự kiến là chỉ riêng nhóm quân Hoa Kỳ sẽ huy động 13.000 đơn vị thiết bị vũ khí khí tài bao gồm xe tăng không phi M1 Abrams Tại đó sẽ có sự tham gia của các lực lượng, đặc biệt từ các lực lượng mặt đất, chỉ huy sư đoàn, ba lữ đoàn tăng thiết giáp, lữ đoàn pháo binh cũng như các đơn vị hỗ trợ cho những lực lượng này. Ngoài ra các đơn vị thuộc không quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia. Trước đó khi trả lời câu hỏi về liên quan những cuộc tập trận này, với mối đe dọa từ nước Nga, Thiếu tướng Son Banabi, phó tham mưu trưởng phụ trách các hoạt động tác chiến của quân đội mỹ tại châu âu nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không có hướng nhằm vào bất kỳ nước nào cụ thể mà mục tiêu là và phương án hiệp lực và hỗ trợ hậu cần ở những cấp độ khác nhau tập trung vào sự sẵn sàng chiến lược